Tập 1. Thanh Nhi, tỷ tỷ, Tiểu Thanh, muội đừng có phí công mà cứu ta ra ngoài nữa. Tỷ tỷ, A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Tiểu Thanh, mau đi đi. Tỷ tỷ, hòa thượng thối, mau thả tỷ tỷ ta ra. Ngươi đã phạm phải sai lầm lớn, còn không mau khoanh tay chịu trói. Bớt ở đây ra vẻ đạo mạo trang nghiêm đi. Hai tỷ muội ta phạm phải lỗi lầm đều là tại ngươi hết. Ngươi ép tỷ tỷ ta dâng nước Đông Hải lên làm ngập Kim Sơn, bây giờ ép ta hút cạn nước Tây Hồ. Tất cả những điều này đều là bởi vì ngươi. A Di Đà Phật, ngươi mau chóng tỉnh ngộ đi. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Hòa thượng vô lại, những lời ngươi đã nói có còn tính hay không? Người xuất gia không nói lời ngông cuồng. Được, nước Tây Hồ cạn, giang triều không nổi, tháp lôi phong đổ, bạch xà ra đời. Những lời này đều là ngươi nói sao? Là lão nạp nói. Đó là do ý trời chứ không do người làm. Chỉ có tinh bình của Quan Thế Âm Bồ Tát mới có thể khiến cho tỷ tỷ của ngươi thoát khỏi bể khổ. Ta không tin nữa. Hôm nay ta nhất định phải lật đổ được tháp lôi phong, cứu tỷ tỷ ta ra ngoài. Được, vậy thì ngươi phá được kim bát trận của ta trước đi. Muội muội, cứu ta. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tiểu Thanh, cứu ta. Cứu ta. Tỷ tỷ, tỷ cẩn thận, muội phải đâm vào tháp đây. Đi chết đi, hòa thượng thối. Thank you.
chỉ có tịnh bình của Quan Thế Âm Bồ Tát mới có thể làm cho tỷ tỷ người thoát khỏi bể khổ. Tịnh bình, tốt quá rồi, có người rồi, thì ta cuối cùng cũng có thể cứu được tỷ tỷ rồi. Yêu Nghiệt, chạy đi đâu? Yêu Nghiệt phương nào mà lại dám tự tiện xông lên thiên đình? Ta đến cầu xin Ngọc Đế. Nực cười, Ngọc Hoàng hát có phải là người muốn gặp thì gặp được? Thiên đình là nơi có thể tùy tiện đa vào sao? Ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Đừng nhiều lời, ngươi tự ý xông lên thiên đình lấy cắp tịnh bình, còn không mau khoanh tay chịu trói. Các người hãy để cho ta nói xong đã, còn không mau bắt lấy cho ta. Dân, đuổi theo cho ta. Dân, Liệt tổ liệt tông nhà họ Bào ơi, liệt tổ liệt tông nhà họ Bào ơi, lão yêu tinh trà thụ ta từ mấy nghìn năm đến nay chưa từng làm chuyện gì xấu xa. Ta cẩn trọng tận tụy mà bảo vệ nhà họ Bào các người, ta không có công lao cũng có khổ lao mà. Hôm nay các người phải hiển linh bảo vệ con cháu các người, đừng để cho trận gió điên cuồng này mà hủy hoại mất đấy. Liệt tổ liệt tông, liệt tổ liệt tông, mau nhìn xem, họ đến rồi kìa. Không hay, mau trốn đi. Tổ tông gia gia, không sao rồi, mau ra đi. Mau ra đây đi, tổ tông gia gia, không sao rồi. Đúng đó, mau ra đây đi. Họ đi rồi, dọa chết ta rồi. Cái gì vậy, cái gì vậy? Có thứ gì đó chạy đến chỗ ta trốn nạn rồi. Trời nóng hanh khô, cẩn thận củi lửa. Trời nóng hanh khô, cẩn thận củi lửa. Mau đóng cửa chính cửa sổ lại đi, phòng sinh không được cho gió vào đâu. Mau lên. Lão gia, lão gia, là không được vào trong. Lão gia, cứu cho ta. Ai dám ngăn cản ta, ta giết người đó. Lão gia, phòng sinh là không vào được đâu. Đàn ông tuyệt đối không được vào phòng sinh, làm không tốt sẽ có nạn đổ máu đấy. Đã ba ngày rồi mà sao còn chưa sinh nữa? Chẳng lẽ ngươi muốn kéo dài đến canh ba hôm nay sao? Người đâu, mau đưa tên người gạt này giúp ra ngoài cho ta. Lão gia, đi đi, tìm một bà đỡ thật đến đây. Lão gia,
Đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mau đi đi. Lão gia, lão gia, đây là bà đỡ cuối cùng của Hàng Châu rồi. Những người còn sót lại đều bị ngài đuổi đi hết rồi. Quản gia đâu? Quản gia đi đâu rồi? Ngay cả một bà đỡ cũng không tìm được. Ta giết hắn ta. Hồi lão gia, ngài bảo Lưu quản gia ở sau giường quan sát thay đổi của nước giếng. Thuộc hạ đi gọi máy đến. Nào nào, đến rồi, đến rồi. Lão gia, lão gia, xảy ra chuyện gì rồi? Lão gia, không hay rồi. Thực sự giống như là tên đạo sĩ nói, nước giếng phía sau giường bắt đầu sôi rồi. Cái gì? Lão gia, ta vẫn nghĩ là mời đạo sĩ đó về đi, xem có cách gì. Không, không được. Nói thế nào đi nữa, bên trong đó cũng là con trai của ta. Lão gia, lão gia, lão gia, chuyện đến nước này, ta nghĩ vẫn là nên mời hắn về. Bây giờ không còn cách nào khác nữa. Lão gia không được do dự nữa đâu. Mau cho một chú ý đi. Lão gia, lão gia, ngài không được tiếp tục do dự nữa đâu. Tiếp tục do dự nữa không kịp đâu. Lão gia, mau ra chủ ý đi. Mời, mau mời. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Vẫn ổn. Thật sự là đi rất đúng giờ. Nhìn thiên tượng, đại họa sắp đến rồi. Tiên sinh, bên ngoài mưa gió lớn đến như vậy, sao ngài vẫn còn dễ quạt nữa vậy? Lái thuyền của ngươi đi. Ngươi còn ngay ra đó làm gì chứ? Còn không mau vào trong. Trước canh ba nhất định phải xin cho được. Nếu không ta bắt ngươi phải đền mạng. Ngươi, mau đi đi. Đi lấy bùa của đạo sĩ ra đây. Vâng, lão gia, đợi đã. Còn có vòng tròn vàng treo trên cửa phòng sinh. Đi đi. Dạ, mau lên. Trời có dị tượng, thành hàng gặp vận ác. Mùng 2 tháng 6 giờ Tý sẽ có sao chổi đột nhập vào bào phủ. Người này chắc chắn sẽ đem đến đại nạn cho Hàng Châu. Không, bắt buộc phải diệt trừ để tránh tai họa về sau. Không, bắt buộc phải diệt trừ để tránh tai họa về sau. Không, không. Bảo Nhan Thừa ta đã làm sai chuyện gì mà lại tạo nên vận ác này? Trời xanh ơi, liệt tổ liệt tông trên trời có linh, mau cứu lấy nhà họ Bảo chúng ta đi. Dọa chết ta rồi. Vẫn ổn, không sao không sao. Ra ngoài hết đi, ra ngoài hết đi. Dọa chết chúng con rồi. Tổ tông gia gia, thật sự là không sao chứ? Thật sự không sao nữa rồi sao? Mấy đứa ở đây đừng động đậy đấy. Để ta đi xem động tĩnh. Được thôi, được thôi. Vừa nãy dọa chết chúng con rồi. Đúng đó, đúng đó. Cũng không biết là thứ gì nữa. Các cậu xem kìa. Kia là gì vậy? Mau xem đi. Cái gì vậy? Đồ ngốc. Cái này mà không biết, đó là cầu vồng. Sau khi mưa xong thường xuất hiện đấy. Đêm hôm khuya khoắt, lấy đâu ra cầu vồng chứ? Đúng đó. Đi, chúng ta qua đó xem. Đi thôi, đi thôi. Đợi đã, lỡ như là yêu nghiệt thì sao? Sợ gì chứ, là yêu nghiệt thì chúng ta đánh bại hắn. Đi xem, đi. Sợ quá. Yêu tinh, nửa đêm nửa hôm đừng có la hét có được không? Các cậu xem cho kỹ đi. Nhưng mà không phải là quái vật gì đó nữa chứ? Là cái gì vậy? Nhìn kìa, là dị tỷ tỷ. Tỷ ấy bị thương rồi. Tội nghiệp quá. Đúng đấy. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỉnh lại đi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỉnh lại đi. Cái bình thần kỳ quá. Trong đó chắc chắn là có đồ ngon đấy. Nào, cái gì vậy?
Nặng quá đi. Ngọt quá. Trở nên lớn hơn rồi. Lớn hơn rồi. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Đừng có giành. Cho ta uống một miếng đi. Đừng có giành mà. Đừng có giành. Ta uống một miếng. Đừng giành. Đừng giành mà. Để ta. Để ta. Lại biến lớn hơn. Biến lớn rồi. Thần kỳ quá. Tỷ tỷ tỉnh rồi. Mau chạy thôi. Mau chạy. Mau chạy thôi. Chạy đi. Mau lên. Mau lên. Lão gia, ngài chưa ăn gì cả ngày nay rồi. Uống một ngụm trà nóng đi. Lão gia, ngài thấy cái dòng vàng này có cần phải treo lên không? Dòng vàng. Dòng càn khôn này là của sư phụ ta truyền lại đấy. Là thánh vật trên trời. Treo nó trên cửa có lẽ có thể trấn áp được sao chổi, nhưng cũng có khả năng làm tổn thương đến tính mạng của con trai ngươi. Ta là nể tình người dân thành Hàng Châu mới để lại nó cho ngươi. Ngươi tự mình mà lượng sức đi. Đạo trưởng. Đạo trưởng. Xin ngài khai ân phù hộ nhà họ Bào ta. Đừng để cho nhà họ Bào ta tuyệt hậu mà. Treo lên đi. Ông trời ơi, Bào Nhan thừa ta rốt cuộc đã tạo ra nghiệp gì? Rốt cuộc đã tạo ra nghiệp gì vậy chứ? Lão gia. Lão gia, không hay rồi. Không hay rồi lão gia. Lại xảy ra chuyện gì nữa? Tên đạo sĩ đó chạy mất rồi. Cái gì? Chạy đi mất rồi. Hắn ta nói Hàng Châu đại nạn đang giáng xuống. Hắn bất lực rồi. Không có cách nào để giải cứu chúng sinh. Cho nên hắn ngồi lên thuyền đi về phía bắc rồi. Cái gì? Cứ vậy mà đi mất rồi sao? Vậy ngươi mau phái người đi đuổi theo đi. Tên đạo sĩ đó lần trước được ngài sẽ đi tìm hắn. Hắn để lại lời nhắn, bảo ngài đừng đuổi theo. Còn nói. Nói cái gì? Nói một khi sao chổi giáng xuống thì sẽ dẫn đến Hàng Châu gặp đại hạn. Hắn nói tất cả những điều này đều là vì ngài do dự, không quyết đoán. Thiện ác bất phân mà tạo thành. Hắn đủ rồi. Chuyện gì? Lão gia, dòng vàng không thấy nữa đâu. Lại làm sao nữa? Đó là gì? Ánh sáng gì vậy? Đó là cái gì? Sao vậy? Nhìn kìa. Đó là cái gì? Mau lấy đi cho ta. Lấy đi. Lấy đi. Lấy đi. Xin rồi. Xin rồi. Lão gia. Mau. Xin rồi. Lão gia. Lão gia. Ngài nhìn xem. Thế nào? Xin rồi à? Ngài tự mình xem đi. Yêu nghiệt. Yêu nghiệt. Yêu nghiệt. Lão gia, không được đâu. Dù gì thì đây cũng là con ruột của ngài. Bào Nhan thừa ta không có yêu nghiệt như vậy. Lão gia. Lão gia. Quả nhiên là yêu nghiệt. Hôm nay ta không diệt ngươi thì sẽ có lỗi với liệt tổ liệt tông, có lỗi với người dân Hàng Châu. Lão gia. Lão gia. Lão gia. Lão gia. Phu nhân. Phu nhân. Lão gia. Phu nhân.
Cậu xin ông đấy, hổ dữ không ăn thịt con. Nó là con ruột của chúng ta đấy. Phu nhân, nó không phải là con trai của chúng ta. Nó là yêu nghiệt. Là yêu nghiệt đấy. Không, nó không phải là yêu nghiệt. Nó là do Bồ Tát ban tặng cho chúng ta đấy. Phu nhân à, ta nói cho bà nghe, đứa bé này không phải là của chúng ta đâu. Là yêu nghiệt. Không, không, không. Bà đưa cho ta. Lão gia, phu nhân, đưa cho ta. Khoan đã. A-di-đà Phật. Thiện tai, thiện tai. Ngươi là ai? Tiền đường Đại Long Nữ. Tại sao ngươi lại muốn bắt ta tới nơi này? Ai muốn bắt ngươi? Là tự ngươi rơi xuống đây. Nào, qua đây. Người rơi từ trên xuống dưới đây rất nhiều. Người không có chết lại chỉ có mỗi một mình ngươi. Ngươi nhất định không phải là người bình thường. Nhất định là trời xanh phái xuống giúp ta rồi. Ngươi rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Bớt nhiều lời, giúp Tam ca ta hoàn hồn. Cái gì mà Tam ca? Cái gì mà hoàn hồn? Ngươi điên rồi à? Họ đều nói ta điên rồi. Nhưng ta không có điên. Ta đợi ngày này đã đợi mấy trăm năm rồi. Mau, ngươi mau giúp Tam ca ta hoàn hồn đi. Tam ca ngươi chính là Tam thái tử của Đông Hải Long Dương bị Na Tra đánh chết đó sao? Không sai. Thật đúng là ông trời không phụ người có lòng mà. Cứu Tam ca ngươi thì được. Ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện. Ta biết ngay. Ta biết ngay ngươi là người đến giúp ta mà. Ngươi mau nói. Chỉ cần có thể cứu Tam ca ta, cái gì ta cũng đồng ý với ngươi. Ta chỉ cần dãy cá trên người ngươi làm vật trao đổi. Ngươi cần cái này làm gì? Ta muốn vào kinh làm quan, dù gì cũng phải cần nước đi đầu chứ. Được. Người mất đi dạy cá thì không cần phải ở trong sông Tiền Đường nữa. Ta nói cho ngươi, Long Đàm trên núi Long Tỉnh có rất nhiều sóng gió. Không cần ngươi lo. Ngươi mau nói, rốt cuộc làm sao cứu Tam ca ta? Hiếm có được người con gái có tình nghĩa như ngươi. Trên đời này có thể cứu được Tam ca ngươi chỉ có một bảo bối. Bảo bối gì? Tịnh Bình. Hồn phách của Tam Thái Tử lưu lạc nhiều năm, bất kỳ pháp lực nào cũng không có cách gì gọi về. Chỉ có Tịnh Bình của Quan Thế Âm Bồ Tát mới có thể tập hợp đủ hồn phách của Tam Thái Tử. Chỉ có Tịnh Bình mới có thể giúp cho Tam ca ngươi nhập xác thật sự. Tịnh Bình. Tịnh Bình chẳng phải đang ở trên trời do cái tên Na Tra đáng chết đó cai quản sao? Thiên tượng đại loạn. Theo như ta dự đoán,
Tịnh Bình đã đến nhân gian rồi. Thật đúng là trời giúp cho ta mà. Trời giúp cho ta mà. Tam ca, huynh yên tâm, bất luận trả giá thế nào, ta nhất định sẽ tìm được Tịnh Bình cho huynh. Mấy đứa nhỏ này chạy đi đâu mất rồi? Mau chạy đi. Ở đó. Đừng chạy lung tung. Con cái nhà ai? Đưa món đồ lại cho ta. Không hay rồi. Xem chiêu đây. Yêu nghiệt phương nào? Lo chuyện bao đồng. Yêu nghiệt gì chứ? Ta là Lục Trà Tiên Cổ, kim người bảo vệ cho nhà họ Đào trên dưới thành Hàng Châu. Ai mà không biết, người nào mà chẳng tỏ đại danh to lớn này của ta chứ. 18 cây trà tổ tông. Ta thấy ngươi là tổ tông kém cỏi nhất đấy. Con cháu của mình đi trộm đồ của người khác, không những không quản, còn ở đây bao che cho chúng. Ai trộm đồ của ngươi? Chính là nó. Không có, Gia Gia. Chúng con chỉ muốn nhìn cái bình này thôi. Ăn hiếp trẻ con thì có bản lĩnh gì chứ. Gia Gia, Gia Gia, cẩn thận đấy, Gia Gia. Không hay rồi, không hay rồi. Không hay rồi, mau chạy thôi. Về hết đi. Đi rồi chưa? Đi rồi, đi hết rồi. Long Tỉnh, các con không sao chứ? Cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi. Suýt chút lại hại bọn ta bị bọn chúng bắt được. Đừng chạy lung tung nữa đấy. Ở đây là nơi nào vậy? Xem ra cũng không tồi. Chúng ta tạm thời ở đây đi.
Thiếu gia, làm gì vậy chứ? Đứng đó không nói câu nào. Người ta thế nào? Ta vừa chợp mắt ngủ một giấc, chẳng phải rất bình thường sao? Ta ngủ rất ngon, rất ngon. Ta ngủ vô cùng ngon, suýt nữa thì ngủ quá giờ luôn. Chẳng trách thiếu gia người. Thiếu gia, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt hay sao? Mới bữa trưa mà ở trong vườn trà ngủ ngon đến như vậy. Điều này trên mặt dính thứ gì cũng không biết luôn. Có sao? Ở đâu? Nào nào nào, để ta. Phân chim à? Mấy con chim không có mắt các người dám đi phân vào mặt ta sao? Lần sau bị ta bắt được thì sẽ bắt các ngươi làm mồi nhậu. Thiếu gia, không được, không được đâu. Sư phụ từ nhỏ đã dạy chúng ta, cái gọi là quân tử không nói tục, không tập những thói hư tật xấu. Ý trong từ ngữ đã nói ra thì chính là nói. Bất luận là cái gì, làm cái gì cũng đều phải câu nệ thỏa đáng. Thỏa đáng, ý gì vậy chứ? Chính là nói không được nói những từ này. Ta nói chim đi phân thì nói tục rồi sao? Vậy ta phải nói sao đây? Nói là ta có phúc, loại chim này đi tiêu vào mặt ta, hay là nói ta đắc ý dạy việc, nó đi đại tiện vào mặt ta? Thiếu gia, không được ăn nói vô lễ. Không ăn nói vô lễ. Ngươi thật không hổ danh là từ nhỏ đã ôm sách đọc thơ. Thiếu gia, tài văn chương của ta so với người còn kém xa lắm. Đúng đó, ta nói là mấy cuốn sách mà ngươi đọc đó đều để làm no bụng hết rồi. Còn về chỗ này đấy à, là một khúc gỗ cứng nhắc. Mau, lấy nước cho ta rửa mặt đi. Đi đi. Đi rồi. Nước Tây Hồ cạn thật rồi à? Vậy thì không có. Gần bên bờ sắp thấy đáy rồi. Còn ở giữa hồ thì vẫn còn nước. Vậy sao ngươi không đi lấy chút nước gì đi? Thiếu gia, không phải là ta không có lấy, là không cho lấy. Ngươi có thể một nơi nói hết có được không? Đừng để ta hỏi ngươi một câu, ngươi trả lời một câu. Dạ thiếu gia. Là thế này, mới sáng sớm hôm nay thì nha môn phái rất nhiều người, bao gồm cả Tây Hồ này, còn dán một cáo thị ở bên, nói là từ nay về sau không cho phép lấy nước ở Tây Hồ. Lý do gì? Không biết. Nói chung Tây Hồ bị triều đình trung dụng rồi. Lão sau này, lão người dân uống cái gì? Không có nói. Đây chẳng phải là muốn ép người đến chết sao? Cũng không có nói tới. Thói đời nóng lạnh mà, ông trời cũng không giúp đỡ. Cứ gương mắt nhìn lê dân bách tính chịu khổ nạn vậy, đã nhiều năm rất rồi chưa từng có cơn mưa nào đúng nghĩa, đúng không? Sao vậy? Ta nói không đúng sao? Không 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 không, không phải. Không phải ngay cả ngươi cũng nghĩ là bởi vì ta nên? Thiếu gia, không có ý nghĩ như vậy. Ta tuyệt đối không có nghĩ như vậy. Người, một người sống sờ sờ như vậy, sao lại có thể là sao chổi chuyển thế được? Hơn nữa, chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thành hàng châu hạng hán lo người dân chịu khổ, làm sao có sao chổi như người chứ? Đến làm hại phu nhân, chẳng lẽ còn phải tự mình hại mình sao? Dù gì thì người tuyệt đối tin tưởng, Nghiêm Phong ta tuyệt đối không có nghĩ là sao chổi đâu. Được rồi, được rồi, ta không muốn nghe hai chữ này. Ta nghe thấy là hai lỗ tai ta ngứa lắm. Nếu như thật sự không có nước để lấy, ta làm sao mà tưới vườn trà này đây? Thiếu gia, đã đến lúc nào rồi? Không có nước người cũng không sống nổi nữa, còn uống trà gì chứ? Không được, nhất định phải giữ được cách. Chuyện này ông trời cũng không có cách gì, thì người có thể có cách gì chứ? Ông trời không cho chúng ta thì chúng ta phải tự lo thân mình thôi. Ta Thiếu gia, người có cách thật à? Đi tìm hắn tính sổ đi, xem hôm nay hắn ta ăn nói thế nào. Anh Thiếu gia, đó là Trần Nam Bá. Mau lên, ta đi tìm hắn. Lục soát cho ta. Soát, soát. Bắt buộc phải có một lời giải thích. Lục soát mau. Đi.
Đi, đi. Các ngươi muốn làm gì? Ta nói này bà công tử, cậu cũng thật là quá rảnh rỗi rồi. Trên dưới trong thành đều tại chuyện hạn hán này mà cho mày cho mặt rồi. Cậu thì còn có nhã hứng ở đây trong vườn trà của cậu hưởng thụ niềm vui à? Xem ra người đứng đầu trà cúng nạp ở thành Hàng Châu năm nay cậu lấy dễ như trở bàn tay rồi. Trần Nam Bá, ông bớt nói năng bóng gió đi. Ta nhìn thấy gương mặt này của ông, biết ngay là không có chuyện gì tốt lành. Có chuyện gì thì nói đi, không có chuyện thì thứ cho ta không tiễn. Các người xem, cái thái độ gì vậy? Đúng đấy, xem thường người khác. Ta có lòng hỏi thăm, hắn ta thì hay rồi, ăn nói làm tổn thương người khác. Nếu không thì sao lại nói là sao chổi chứ? Ngươi nói gì? Được, những lời khách sáo thì ta không nói nhiều với ngươi. Hôm nay ta đến chính là gì? Lê dân bách tính thành Hàng Châu chúng ta tính chuyện với ngươi. Tính chuyện với ta? Ta còn đang lúc tìm kiếm các ngươi tính chuyện đây. Cha ngươi dựa vào cái gì mà bao vây lấy Tây Hồ, không cho người dân lấy nước chứ? Đó, triều đình tự có sắp xếp của triều đình, chẳng lẽ còn phải xin chỉ thị bên ngoài? Chuyện lớn như vậy, chí ít cũng phải cho người dân một lý do chứ. Chuyện này liên quan tới vấn đề về kế sinh nhai của người dân thành Hàng Châu. Không cho người dân lấy nước thì bảo mọi người uống cái gì đây? Là ép mọi người tới đường cùng đó sao? Hay. Bào thiếu gia nói hay lắm. Cuối cùng thì bào thiếu gia cũng nói vào ý chính rồi. Ngược lại ta muốn hỏi bào thiếu gia, người dân của thành Hàng Châu này tại sao lại không có nước uống chứ? Trần Nam Bá, người có ý gì? Ta nói cho ngươi biết, bào nhân, ngươi bớt ở đây ăn nói ăn dễ đi. Nếu như ngươi thật sự có chuyện sống chết với mọi người thì mau chóng rời khỏi đây, đi thật xa đi. Đừng có tiếp tục ở đây gây họa nữa. Mọi người nói xem có đúng không? Đúng. Đừng hại bọn ta nữa, đừng hại bọn ta. Mau đi đi, đi đi. Đi khỏi thành Hàng Châu, đi đi. Mau đi đi. Ngươi trừng mắt nhìn ta làm gì? Đại công tử nhà họ Bào là sao chổi chuyện thế? Ở thành Hàng Châu này có ai mà không biết, ai mà không hiểu chứ? Từ ngày mà ngươi vừa sinh ra thì chúng ta xui xẻo rồi. Hơn 23 năm trong thành Hàng Châu ngay cả một trận mưa lớn cũng không có, ngươi còn chê hại bọn ta chưa đủ à? Ta nói ngươi biết, nếu như ngươi còn một chút lương tâm thì mau chóng đi thật xa đi. Còn như ta xin ngươi, tha cho bọn ta một con đường sống đi. Đúng đó, tha cho bọn ta một con đường sống. Bọn ta đã đi theo ngươi chịu khổ gần ấy năm rồi, nhà nào nhà nấy cũng không trồng trọt gì được. Người già trẻ nhỏ ngay cả uống nước bình cũng phải tính toán. Chúng ta chịu đủ rồi, mau đi đi. Nếu Tây Hồ bị triều đình phong tỏa rồi, nếu như ngươi còn không đi thì bọn ta phải chết khát mất. Đi. Được rồi, đừng nói nữa. Các ngươi dựa vào cái gì mà nói? Các ngươi không có nước uống thì các ngươi nhìn xem ở đây đi, bọn ta chẳng phải không khát sao? Đúng thật là không còn nước mà. Ông trời không cho mưa sao đổ hết lên người thiếu gia nhà ta? Ngươi là cái gì vậy? Hả? Có chỗ để cho ngươi nói chuyện à? Có chỗ để cho ngươi nói chuyện sao? Đừng động đậy.